hôm nào chơi con to này vui. Để về quê. Quê. Nay phải chơi với thích thất thôi. Thích thôi. Thích nhỉ? Quê thì lại có người tưới tắm. Hay đấy nhỉ? Bóng mới có thế mà nó đã đẹp ra nhiều rồi nhỉ? Vâng. Nhìn sạch sẽ. Bây giờ nó chở khách chân à? Bệ tốt đấy. Đây tán thì được nhưng mà cái thân thì hơi bình thường nhưng không sao. À. Đẹp rồi. Có mấy triệu? Rẻ quá. Mới thế mà nó đã lên bóng đẹp này nhỉ? À, nhanh nhỉ? Chút cắt thì nó lẩy nó nhanh nhỉ? Dày nhỉ? Dày. Đấy. À, mua cái này bán lại nào? À, thích rồi phải bán. Đấy. Nữa. Múc đi thôi. Này luôn. Có điện cho thằng bạn. Tùng, tùng hoa đấy. Để, thích mà mẹ chở cái này thì vất quá. Chậu dã man. Tiếc cái cổ này này. Đấy, nó hơi bị. Tất nhiên không sao. Có ấm bóng à. Chơi vui, nó không phải là đồ trên trục. Đấy, đỡ phải chờ đi. Buôn ngược. Đẹp nhiều quá. Đang có hoa nhá. Đấy. Đang có hoa rồi đúng không? Đúng hoa đấy. Hoa này. Đấy. Nhìn ra rẻ sạch sẽ thích không? Người thật việc thật nói này là nói rồi. Cứ phải khéo méo làm gì đâu, có đúng thể nào dùng vậy à. Đấy, đấy. Là đẹp lắm đấy, chơi đi cả. Để sang chỗ chú Bình này. Vừa mở hàng đúng không? Hôm nay mang ý ít thế. Mang có mấy cây thôi. Tao vườn nhiều cái đẹp này đấy về. Vườn nhiều cái đẹp. Thì rảnh mới về được, cuối tuần. Tuấn hôm nay chả thích cỡ vậy đáng. Tuấn này, Tuấn đang trong Sài Gòn rồi. Hai cái vừa bán được cái mai chỉ thủy à? Xuân Tinh nhà quý lắm, qua tại đây. 27 nó khai mạc. À, triển lãm gì? 27. Già sồi quá. Hôm qua lên đấy cả ngày. À, hôm qua lên đấy bán gì? Hay là đi mua cây? Đi bán chơi. Đấy. Xuân trước quá. Ôi, cái gì đây? Mai chiếu thủy à? À, cái mai đá. Em ơi, cái này thế nào đây? Cái bừng được cắt. Ngũ sắc, ra. Cắt đâu thì cắt lại thì cũng đẹp rồi. Nhưng mà để bán thì cứ để vậy. Còn nếu mà để chơi thì cũng cắt. Được cắt đi lại, người ta lại nhìn người ta. Cắt đi lại để chờ thì mới có giá. Để dễ ổn phết đấy chứ. Yeah. Mấy triệu bạc nhỉ? Yeah. Ồ. Oh. Mấy triệu nhỉ chú nhỉ? Là mấy triệu nhỉ? Không bảo là 2 triệu. Đó, phá giá đấy. Phá giá thị trường. Cái công lượng này thế nhỉ? Ủa, bò lắc. Đồng đạp này. Đồng đạp này. Đồng đạp này. Những cái thanh nhỉ? Cái gì này? Cái lá lắm. Nó mang về này. Cái đồ mô của nó mang về. Nó mang chở đi đâu mà? Cái tùng hình nó mua rồi mày. Cái gì? Cầu. Bán có... không rõ bán bao nhiêu. Phải tầm đấy. Bán rồi mà, chở đi. 3 cây. Đấy, 4 cây thì đi, 5 cây thì đi 1 cây rồi. Cái mai cho bà Hảo ấy, bà gì nhỉ? À, hôm nào xuống sớm thế. Đi công việc. Yeah. Ôi lên mua được quả ấy khó lắm. Má thì rắn rồi. Cái khủng lúa thì mua rất rẻ. Rắn rồi. Dân làm ăn thế. Cái cây này quằn quại ghê nhỉ. Mua cái hàng mấy triệu làm gì? Đúng rồi. Cái mai đá hay cái gì? Đúng rồi, cái hàng mấy triệu mua làm gì? Để mua giống quái. Mua
này như cái mớ lò xo trên hòn đá. Dễ sống nhỉ, dễ sống nhé. Ngũ sắc này. Thế chị ở nhà có hôm cổ là không? Để đi sang này ấy. Ui, mùi cá khô quá. Mùi cá khô nhà nhà nấu cơm. Rẻ các bé có chụp kêu tôi phải mua. Đấy, Du ở đây rồi. Nước vào đây thôi. Du ở đây rồi. Được, nếu mà hỏi nó trong nghiệp thì tôi ra hỏi. Nhật, rất thái khí đấy. Không có cái đồ này, đồ mộng ấy. Đồ mộng mà. Đủ dày đúng đẹp. Đủ dày ở trên nơi cái ống mưa quá thì nó chắc chắn lắm. Để nhà sang lắm. Sang. Sang. Người hết hàng, hết hàng, hết hàng sang hàng. Anh mới đâu? Đấy. Sang bên này nào, vui quá. Bên này có mấy cái cây to này, vui quá. Nổ à, nổ bác. Nổ rồi ra cái. Đấy. Vui lắm, chỗ này vui lắm. Đây à. Ơ, vụ gì vui thế? Mọi người đi bán được mấy cây vừa đi uống rượu mà. À đây à. Hay quá, ai như anh hôm nay mang có mỗi cây kia gì? Dạ đấy nhỉ. Đấy. Em chỉ thích trực thôi. Mẹ ra nó kỳ luôn đấy. Vâng, nhìn là biết rồi. Dạ. Không, nó phải có cây xà, cây xin là cây bay, cây nước gì. Đâu cũng trực không. Cây như là đủ lại, nhưng cây biết là đâu là. Chuyển thế. Đúng rồi. Già là không chờ được. Đấy. Phải mua cái già đã. Muốn thế, nó già bây giờ chuyển thế. Tùng. À đôi Tùng à. Dạ. Sung Tùng. Cái máng hay nhỉ? Cái máng này lượn tự nhiên nhỉ? Đấy, cái máng hay cái máng. Như cái lá sen. Sung. Đây, to này. Có to này nhiều tiền không anh? Tiền này. To này của anh à? Của người khác. Em cũng là chở được giỏi thế. 82 mà chở được nhỉ. Đôi Tùng. Đấy. Đôi Tùng này. Đôi Tùng 8 triệu. Tùng cối. Đôi Tùng Sung Tùng. Đấy. À, mà để cơ quan này để ấy thì đẹp quá. Đầy đủ bông tán rồi. Tán triệu một đôi, mua rẻ quá. Tất nhiên thời thế mà. Này mà có ra nếu mà mày có khách như mày to mày đến cái to người ta để cho mày rẻ như là nhận chết đi em thì chỗ ở chẳng có mà để cây to không nhưng mà tính là đấy đâu khách gì rồi để nói rõ luôn cây nó công việc luôn thành có khách nếu mà có khách thì bao nhiêu mà em bảo họ đang cần bán bây giờ à, bây giờ chỉ vài củ hút không khách sợ buổi gì cả chứ còn nó làm thật thì hơi quê cơ bản là toàn quay phim nên người ta xem người ta mới biết chứ bây giờ thì chưa biết được bây giờ may không bạn nó ra thì mới biết to thì mới ra tiền được chứ ông phải thành vách lì thế Tùng này tôi Tùng có 8 triệu bạc chơi trong nhà thờ hoặc là công sở thì rất là đẹp. Công sở thì đẹp quá. Sạch này đẹp quá. To quá.
có hàng khủng rồi. Hàng khủng rồi. À, cây của mình này. Cây của mình nè. Nhiều tiền không bác? Hả? Nhiều tiền không? Khá tiền. Bao tiền đấy? Lâu lâu mới lại thấy. Vào hơn chục anh ạ. Hơn chục à? Thế là được rồi. To này cơ mà. Mà ở nhà to cơ, chơi gấu. Chứ nhà bé tôi chỉ trở về quê. Đôi tùng này thì đôi tùng này mà có cái nhà to to thì kiểu không có yêu cầu quá cầu kỳ. Đấy, xanh mướt đấy. Đấy. Ui, con này nguyên cái chậu. Đấy, cái chậu. Đôi tùng, hôm nay hay gặp tùng ấy. Tùng La Hán. Sáng sớm nó có cây chảy đi, chờ đi rồi. Cây đấy chắc nó bằng tiền của hai cây này. Thấy bảo dưới một chục, dưới chục triệu thì không rõ bao tiền, nhưng người ta bán rồi. Mình cũng không hỏi nhiều. Đó. Được, để sang khu vực của Bắc Công với mấy bác vui vui đằng này. Một con sung. Sung kìa. Bò quá, má. Như đấy những cái chỗ mà ví dụ cây mini các bác mà làm ấy. Chỗ những cái chỗ mà có những mầm nó phá lên kia rất là khó, rất là làm rất là bực mình. Nó làm hỏng răm và phá thế. Các bác, nhất là cây nhỏ, cây to thì khắc phục được, cây nhỏ thì phá thế ngay.